Vườn rau đẹp quá em trai ơi, tư vấn cho chị nhé. À không, tôi là khách đến tham quan, hỏi chị tư vấn của vườn Sài Gòn này. Chị ơi, có YouTuber đến phỏng vấn này, chúc hai người vui vẻ. Tôi đi trước đây, chị nhớ chuyển đơn hàng cho tôi nhé. Bye bye. Vườn rau đẹp quá chị ơi, chị có bí quyết gì có thể chia sẻ cho mọi người với ạ? Ôi là trời, có bí quyết gì đâu, mắc cỡ quá à. Công việc đơn giản lắm, mình sẽ rửa sạch hạt giống, ngâm hạt khoảng nửa ngày cho nước nanh, rồi gieo lên cái khay hai lớp này, châm nước sao cho nước xăm xắp ở dưới cái lớp lưới để cho hạt không bị khô. Sau 7 ngày là mình có một cái vườn rau xanh mướt như này rồi, không cần bón phân, không cần đất trồng, cũng không cần kỹ thuật gì cao siêu cả, ai cũng có thể làm được. Đây là khay mầm lúc mới ngâm hạt được một ngày nè, sợ hạt bị khô thì phun thêm nước lên bề mặt, còn sau 2-3 ngày đã ra rễ rồi và rễ đã tiếp xúc được với cái khay hứng nước ở bên dưới rồi thì không cần phải phun bổ sung thêm để làm gì nữa. Nếu kiểm tra mà thấy nước đục hay là có mùi hôi nhẹ là phải thay nước liền, bởi vì có thể là do mình rửa hạt chưa kỹ, chưa sạch làm cho nước bị nhiễm khuẩn, dễ gây thối rễ. Vậy thôi á, rất dễ trồng, người già hay trẻ nhỏ gì cũng đều trồng được. Người già không có sức khỏe thì có thể trồng rau mầm một cách nhẹ nhàng, thư giãn. Còn trẻ em thì thông qua việc trồng rau mầm để học hỏi thêm về môn sinh lý thực vật từ lúc cây ra rễ, nảy mầm. Ui là trời, nhớ cái hồi mà dịch Covid á, có rau sạch ăn sau 7 ngày thôi, mừng quá trời quá đất luôn. Lại còn có không gian xanh mướt trong nhà để ngắm nghía thư giãn nữa. Rau mầm chứa rất nhiều vitamin và rất dễ dàng chế biến các món ăn, có thể trộn salad, có thể xào, hoặc là nấu canh, hoặc là nấu cháo cho xay sinh tố cho em bé. Dễ lắm, bạn cứ về trồng thử xem, sẽ không thất vọng đâu. Nghe chị nói còn muốn trồng liền luôn á. U là trời, tặng luôn cho nè, mấy cái khay rọ trồng rau mầm đẹp quá trời, bình tưới phun sương và hai gói hạt giống đậu Hà Lan. Cây lên rất nhanh và khỏe, để ăn thử cho biết nè, giòn ngọt lắm, làm salad là hết sảy luôn. Về trồng đi rồi 7 ngày sau nhớ gửi hình khoe cho tôi là được rồi. Và nhớ kêu gọi người thân bạn bè ủng hộ vườn Sài Gòn nha. Ôi thật là quý quá, chị vui vẻ nhiệt tình quá, cảm ơn chị rất nhiều. Chào tạm biệt chị và hẹn gặp lại chị sau 7 ngày để xem kết quả chị nhé.